Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì Malaysia đang chuẩn bị cho chuyến làm khách tới Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 tới và họ sẽ đem theo một nhân tố được coi là vũ khí bí mật. Hiện tại thì Malaysia đã lên danh sách sơ bộ 26 tuyển thủ để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Tờ báo The Star, nhật báo hàng đầu của Malaysia đã nhận định rằng Saren Fikri hứa hẹn sẽ là một vũ khí quan trọng mà huấn luyện viên Tan Chen Ho sẽ mang tới Việt Nam. Trong danh sách Malaysia hiện nay, Saren Fikri là một trong ba trung phong được ông Tan Chen Ho thử nghiệm cùng với Ilan Talaha và Siafit Ahmad. Saren Fikri có biệt danh là Eki, từng là thành viên của Malaysia hồi AFF Cup 2018 nhưng chỉ đóng vai trò dự bị. Malaysia có 3 cuộc đối đầu với Việt Nam hồi AFF Cup 2018, trong đó Eki góp mặt ở một cuộc chiến tại vòng bảng và trận chung kết lượt về đều diễn ra ở tại Hà Nội. Riêng trận vòng bảng mà Việt Nam thắng 2-0 thì cầu thủ 24 tuổi này đá chính nhưng lại gây thất vọng và rời sân ở phút thứ 62. Đó cũng là lần đầu tiên anh xuất phát trong một trận đấu với Malaysia. Huấn luyện viên Tan Chen Ho đang có nhiều thay đổi để làm mới Malaysia so với đội hình Á quân AFF Cup và Saren Fikri được chờ đợi là một giải pháp đặc biệt. Cầu thủ này từng thổ lộ với báo chí của Malaysia rằng trong trận thua ở vòng bảng AFF Cup 2018, tôi đã rất lo lắng bởi vì đó là lần đầu tiên tôi đá chính cùng với Malaysia sau thời gian chỉ làm dự bị. Cuộc đấu tới chắc chắn là sẽ khác. Sau lần gặp lại Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018, tôi đã bình tĩnh hơn và hiểu là mình cần phải làm những gì. Malaysia hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng tôi có những lựa chọn chất lượng ở trên từng vị trí. Saren Fikri đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam nhưng lại đầy lạc quan khi nói về khả năng chiến thắng của Malaysia ở Mỹ Đình. Chúng ta phải thừa nhận là Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều so với chính họ trước đây khi có một số cầu thủ hiện đang chơi bóng tại nước ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể bị đánh bại. Malaysia có trận giao hữu với Sri Lanka vào ngày 5 tháng 10 trước khi sang Việt Nam và chốt danh sách 23 tuyển thủ đá lượt 3 bảng G vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh việc phô trương sức mạnh cũng như là thị uy trước đội tuyển Việt Nam, thì Malaysia dường như lại còn tung ra những đòn gió để đánh lừa đối thủ. Ngay trước khi sang Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022, phía Malaysia đột nhiên lại cho biết là họ có đến 5 ca chấn thương. Đối thủ vì thế mà cứ đoán già đoán non về đội hình của Malaysia, nhưng đội bóng xứ Mã có thật sự là bị sứt mẻ hay không thì chỉ có họ mới biết được. Những cầu thủ của Malaysia được gọi là chấn thương thì lại nằm ở những cầu thủ trụ cột. Nhưng mức độ chấn thương của những cầu thủ này ra sao thì chỉ có lẽ là có huấn luyện viên Tan Chen Ho là người rõ nhất và tình trạng thực của họ có khi rất khác so với những gì mà đội bóng xứ Mã thông tin về họ. Ví dụ như trường hợp của trung vệ Sarun Saad. Dù tuyên bố là Sarun bị chấn thương nhưng huấn luyện viên Tan Chen Ho vẫn chưa hề loại anh ra khỏi danh sách 26 cầu thủ sơ bộ của Malaysia để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 10. Đây cũng là trung vệ từng ghi bàn vào lưới đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân vận động Bukit Jalil. Huấn luyện viên Tan Chen Ho sẽ không tiếc khi loại những ca chấn thương mà không ảnh hưởng đến sức mạnh của Malaysia vào lúc này. Trong khi với những cầu thủ mà ông cần thì ông sẽ dành thời gian cho họ lâu hơn. Tương tự như thế là trường hợp của tiền vệ Danian Nohisham hay tiền vệ Abdul Sari và Janasekaran. Và cũng không chắc rằng là những cầu thủ trên chấn thương nghiêm trọng đến mức phải vắng mặt khi đội tuyển Malaysia đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 ở sân Mỹ Đình hay là họ chỉ bị đau những cơn đau thông thường mà thôi, vốn không thể tránh khỏi trong thể thao trước khi có khả năng hồi phục hoàn toàn trong những ngày tới. Nếu như để ý kỹ hơn chút nữa thì nhóm những cầu thủ tạo nên sức sống mới cho đội tuyển Malaysia hiện nay gồm có hai tiền đạo từng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam trong quá khứ, đó chính là Talaha và Safawi Rashid cùng với bộ tứ cầu thủ nhập tịch gồm có hai hậu vệ biên là Matthew Davy gốc Australia, Corbin Ong gốc Anh, tiền vệ Brendan Gan gốc Australia và cầu thủ chạy cánh Mohamadou Soumaré gốc Gambia đều sẽ có mặt trong chuyến hành quân đến Hà Nội. Đây mới là những cầu thủ quan trọng nhất hiện tại của đội bóng đất Mã. Nếu các cầu thủ trên không thể ra sân vì bất cứ lý do gì thì lối chơi của Malaysia bị ảnh hưởng và chất lượng đội hình của họ mới bị ảnh hưởng. Ngược lại, nhóm 5 cầu thủ mà phía Malaysia vừa để lộ thông tin rằng họ bị chấn thương như đã nói
ngoại trừ trung vệ Sharun Saad thì các gương mặt khác không phải là ngôi sao của đội tuyển Malaysia hiện nay. Mà nếu không phải dạng ngôi sao thì chấn thương của các cầu thủ này nếu có thì cũng không đến mức khiến cho huấn luyện viên Tan Chen Ho phải đau đầu như cách mà báo chí Malaysia đang ồn ào ít ngày qua. Đó là chưa kể việc họ có thật sự bị chấn thương nghiêm trọng hay không và cũng chưa chắc là họ không thể thi đấu sau đây vài ngày. Phía đội tuyển Việt Nam, dù gần đây chúng ta cũng có những thông tin về sứt mẻ lực lượng, ví dụ như tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đã phải nói lời chia tay với đội tuyển khi mà anh gặp phải chấn thương ở đầu gối và sẽ phải mất thời gian khoảng 6 đến 9 tháng để điều trị. Nhưng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam luôn tin vào chiến thắng bởi chúng ta có một người truyền lửa, đó chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngày đầu tiên của tháng 10, thầy Park đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 đầy vui vẻ, ấm cúng bên những người thân và bạn bè. Đây cũng là khoảng thời gian đánh dấu cột mốc 2 năm mà chiến lược gia người Hàn Quốc đặt chân đến mảnh đất hình chữ S với tư cách là người chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam. 2 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Chừng đó là đủ để huấn luyện viên Park Hang-seo ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Có quá nhiều những điều kỳ diệu và cả một phần lịch sử chói sáng đã được ông thầy phù thủy này viết nên. Và mỗi người hâm mộ cần gửi tới một lời cảm ơn chân thành đến người truyền lửa vĩ đại, huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn nhớ là cách đây 2 năm, cũng vào khoảng tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo từng sải bước chân đầu tiên ở trên đất nước Việt Nam tại sân bay Nội Bài. Và đây chính là những bước chân lịch sử, nhưng thời điểm đó thì chẳng mấy ai quan tâm. Đó là điều đương nhiên bởi vì chiến lược gia người Hàn Quốc đến Việt Nam trong thời buổi mà bóng đá nước nhà đang gặp phải những khủng hoảng thật sự. Không nói đến những lục đục trong đội ngũ lãnh đạo thì người hâm mộ cũng thấy thất vọng, rệu rã bởi vì sự yếu kém của các cấp độ đội tuyển. Thất bại tại AFF Cup 2016 đã bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2017, đó là những cú sốc lớn. Vì thế, việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF bổ nhiệm mới một huấn luyện viên thay thế những người thất bại trước đó là điều mà chẳng ai còn muốn bận tâm nữa. Và điều đó là chưa nói, thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo còn được biết đến là một vị chiến lược gia hết thời. Thầy Park từng chạy đôn chạy đáo tìm việc ở tại Trung Quốc, nhưng chả có ai gật đầu cả. Ngay cả vợ huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó cũng phải hỗ trợ chồng tìm việc bằng cách là gửi đơn xin việc đến cho nhiều nhà môi giới bóng đá để chờ vận may. Nhưng rồi cuối cùng thì cũng chẳng có kết quả gì. Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo được xem như là liều thuốc trấn an tinh thần của nhau. Nhiều người còn nói ví von đó chỉ là liều thuốc giảm đau cấp tốc, vì trên thực tế thật khó để hai bên có thể gắn bó lâu dài. Ngay những chuyên gia bóng đá rồi lãnh đạo VFF đã chia sẻ với tư cách cá nhân cũng cho rằng là huấn luyện viên người Hàn Quốc này khó thành công tại Việt Nam. Trong bản CV giới thiệu về bản thân, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng chẳng có gì nổi bật ngoài việc từng là trợ lý của huấn luyện viên Woo Hit-ding, người đã đưa đội tuyển Hàn Quốc vào đến tứ kết World Cup 2002 và chấm hết. Điều đó thì khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam nhưng không được dư luận quan tâm, trở thành một điều dường như là hiển nhiên. Trước đó thì Bầu Đức cùng với lãnh đạo VFF cũng sang Hàn Quốc để thỏa thuận với thầy Park nhưng cũng không nhiều người để ý đến. Và khoan hãy nói đến những thành tích mà thầy Park đã giúp cho đội tuyển Việt Nam giành được trong 2 năm qua. Trước tiên cần phải nói đến cảm xúc. Thử hỏi là trong lịch sử hàng trăm năm phát triển bóng đá, người hâm mộ Việt Nam đã có lần nào được đi bão ăn mừng chiến thắng ngoài duy nhất vào năm 2008 sau pha đánh đầu ngược của Công Vinh vào lưới Thái Lan để giúp Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á hay chưa? Ấy vậy mà chỉ vài tháng ngắn ngủi cầm quân, thầy Park đã làm được nhiều điều không tưởng. Những cơn bão bóng đá liên tiếp khiến cho người hâm mộ phải ngất ngây trong men nồng chiến thắng. Thầy Park thực sự là trở thành người truyền lửa vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam. Trong tất cả các đời huấn luyện viên, kể cả nội lẫn ngoại, thì ông thầy đến từ xứ sở Kim Chi là người mang đến nhiều cảm xúc mãn nguyện nhất. Ngọn lửa huấn luyện viên Park Hang-seo truyền đi không chỉ lan tỏa đến những cầu thủ mà còn lan rộng ra toàn xã hội. Bây giờ thì đến bất cứ đâu, vào khu vui chơi giải trí hay là vào các chợ vùng quê, hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo thì rõ ràng là ai cũng biết. Từ cô bán cá đến bà bán thịt đều hô vang là Park Hang-seo trong cái ngày mà ông đưa bóng đá Việt Nam từ thắng lợi này đến vinh quang khác. Và cũng chính ông đã trở thành một nhân vật chính ở trong thước phim tài liệu Người truyền lửa do hãng phim nổi tiếng KBS của Hàn Quốc thực hiện. Sau đó thì thầy Park còn được truyền thông Hàn Quốc tôn vinh là nhân vật của năm 2018. Từ liều thuốc giảm đau, thầy Park đã trở thành liều thuốc bổ thật sự của bóng đá Việt Nam. Và 2 năm cầm quyền, thầy Park đã đưa U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2018,
top 4 ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2020 với tư cách là nhất bảng. Và điều quan trọng hơn hết, thầy Park đã thật sự truyền được cảm hứng chơi bóng cho mọi lứa tuổi. Có thể nhận thấy là dưới triều đại Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam thi đấu với tinh thần không dễ bị khuất phục và cũng chẳng ngán ngại đối thủ nào cả. Cái dớp sợ Thái Lan cũng được thầy Park bẻ một cách gọn ghẽ. Và với tài chiến lược của thầy Park, các cấp độ đội tuyển Việt Nam đều bất bại trước bầy voi chiến. Chưa kể đến trong đó có những chiến thắng thực sự là thuyết phục, hạ bệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á của người Thái ngay trên xứ sở Chùa Vàng. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hết hạn vào tháng 1 năm 2020, tức là chỉ còn vài tháng nữa thôi. Và chắc chắn là hai bên sẽ ngồi lại để thương thảo cho một bản hợp đồng mới. Trong bài phát biểu gần đây của mình, vị chiến lược gia vừa bước sang tuổi lục tuần này đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất không phải là tiền, mà là sự tôn trọng dành cho nhau. Ông thực sự là không muốn ra đi khi tay cầm vòng nguyệt quế vì không muốn bóng đá Việt Nam ngủ quên ở trên chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn dang dở nhiều kế hoạch dài hơi cho bóng đá Việt Nam và ông dự cảm là sẽ làm thêm được nhiều thứ hay ho hơn nữa. Trước mắt là vòng loại World Cup 2022, sau đó là giải cơn khát vàng sau 6 thập kỷ chờ đợi ở SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á vào cuối năm sau. Chắc chắn là con đường phía trước của thầy Park và các học trò vẫn còn lắm chông gai trở ngại, nhưng với người hâm mộ nước nhà, niềm tin đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và trước mắt trận đấu với Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy Park và các học trò chắc chắn sẽ giành được những kết quả tốt nhất có thể.